Nó chơi trừ đang rảnh thôi vô luôn đi. Giờ cổ trước đi chị. Cứ kê vô đi, báo giá đều làm muỗng đồng. Còn hồi nãy khách hủa làm nói chừng mà hủa trì chân từ trên xuống dưới lần bao nhiêu thì chị cần nghe là nó thôi em, bên chị đâu có được. Có bị mụn kia đó kia.